Chào các bạn, chúng ta tiếp tục với lại cái video tiếp theo. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách tính ma trận nghịch đảo trên Excel. Ở đây mình sẽ có hai bài. Đây là ma trận A, đây là ma trận B. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ từng bài một. Đối với ma trận A, mình tính ma trận nghịch đảo của ma trận A như thế nào? Bây giờ các bạn chọn một cái ma trận mới. Ma trận nghịch đảo sinh ra thì nó cũng có số dòng và số cột tương ứng với cái ma trận ban đầu. Ở đây ma trận ban đầu là có 3 dòng và 3 cột. Sau đó các bạn gõ từ khóa sau. Rồi các bạn chú ý từ khóa ha. Rồi các bạn thấy là đưa vào đây cái mảng array thì đây chính là cái ma trận này. Sau đó thì chúng ta chỉ việc nhấn ba phím như mình vừa nói ở những video trước. Đó, phím đó là phím Control, phím Shift, phím Enter. Rồi các bạn thấy ma trận nghịch đảo. Đó là mình với giới thiệu các bạn cái ma trận thứ nhất. Bây giờ mình sẽ thực hiện đối với ma trận thứ hai. Ma trận này mình cũng làm tương tự. À, xin lỗi các bạn, chỗ này mình quên. Trước khi là mình bôi đen một cái vùng để chứa ma trận mới, nó cũng có số dòng số cột tương ứng với ma trận cũ. Rồi đó là hai ví dụ về mình giới thiệu các bạn tính ma trận nghịch đảo. Các bạn thấy là kết quả là rất là nhanh đúng không ạ? Mình có thể thực hiện để mình thử các phép toán của mình làm có đúng hay không. Rồi chào các bạn.